Hello xin chào các bạn. À, hôm trước ngày mùng 7 tháng 10 mình có chia sẻ với mọi người cái dự án mọi người đăng ký và khai thác được một cái token m 3 c mỗi ngày à, mọi người có thể nhập mã code Và nhận được token này thì có nhiều anh em chưa biết được là lấy mã code ở phần nào, vẫn chưa xem rõ video cũng như là mọi người đăng ký à, đăng ký xong 24 giờ nhé tức là mọi người đăng ký ngày hôm nay, ngày hôm sau à, mọi người vào cái phần Tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người vào phần này để mọi người lấy mã code và nhập được cái code Z này để mọi người lấy được à, nhận được token nhá bây giờ mọi người sẽ vào vào lại cái um, cái web uh, m 3 c này nhá đây đấy rồi mọi người để với mình này ở đây khi mọi người đã đăng nhập vào đây nó sẽ hiển thị đăng chủ luôn nhé. bây giờ các bạn bấm ba gạch ở đây nhá này, nó sẽ có số dư ở đây này bây giờ các bạn bấm ba gạch này nhìn cho mình chữ ctp này đấy trên điện thoại nhá sau đấy các bạn bấm vào phần a uh, of uh, time này, bấm vào đây. Ok. Sau cái bấm vào đây, mọi người thấy để ý cho mình là có dòng chữ đây. À code đây nhá, nó sẽ hiển thị đây luôn này. Hoặc là ở dưới này nó sẽ hiển thị luôn này. Bây giờ các bạn kéo xuống này, nếu như các bạn chưa nhập code thì nó sẽ chữ painting còn các bạn nhập nhập rồi thì nó sẽ complete nhá, tôi hoàn thành nhá. Bây giờ các bạn copy lại cho mình mã code đây này. Sao chép này. Rồi, hoặc là ở trên này. mọi người sao chép trực tiếp đây, bấm vào đây. Đây bấm chép này, rồi. Bây giờ các bạn nhập vào đây. Ok, nhập xong bấm vào submit cho mình. Ok, khi mà bấm submit xong thì nó bấm là con led nhá. Đấy, thì cứ khoảng 2, 24 giờ đây này. Hôm qua mình nhập này, ngày mùng 8, à, 8 tháng 2, mùng 8 tháng 10 này, mùng 9 tháng 10, 10 10, 10, 10 đúng không ạ? Mình đăng ký 3 ngày rồi mà. Đấy. Thì các bạn loát lại thì nó sẽ hiển thị mất đây luôn này. Đấy, nó số dư mọi mất luôn này. Đấy, nó sẽ hiển thị là complex mọi người nhá. Đấy. Bây giờ chỉ việc đến 24 giờ ngày mai mai mình tiếp tục vào đây phần này nhá đấy phần mà prios up time này các bạn vừa bấm đây để nhập này bây giờ bấm ba gạch này chúng ta sẽ, sẽ số dư luôn này đấy mình vừa nhập xong thì mình sẽ được 26 đô đúng không ạ kèo này hiện tại đang miễn phí nên anh em chưa tham gia kèo này thì anh em có thể tham gia ngay cho mình nhá xem lại video hướng dẫn rõ ràng cũng cụ thể mọi người nhá cảm ơn mọi người đã xem video xin chào và hẹn gặp mọi người